Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin chân dung Ngọc Huyền, vợ cũ là tiểu thư nhà giàu kính tiếng của Chí Trung, gặt hái nhiều thành công sự nghiệp. Chí Trung từng cho rằng đứng sau thành công của anh luôn là người bạn đời, bạn nghề, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền, thế nhưng cuộc hôn nhân này đã chấm dứt. Chí Trung, Ngọc Huyền yêu nhau khi cả hai cùng theo học về sân khấu tại nhà hát tuổi trẻ. Khi ấy, Ngọc Huyền mới 18 tuổi và bị gia đình tìm mọi cách ngăn cấm chuyện tình cảm với Chí Trung trong suốt 5 năm đầu. Lý do vì cô là ái nữ của ông chủ tiệm ảnh Đại Tân, phố Huế trí danh thập niên 80, còn nam diễn viên lại quá nghèo, sống cùng mẹ trong căn tập thể 10m². Trải qua 7 năm yêu nhau, Ngọc Huyền và Chí Trung chính thức làm đám cưới vào đầu năm 1986. Sau khi kết hôn, nghệ sĩ Ngọc Huyền cùng chồng dành trọn thời gian cho những đêm kịch nghệ, cho ánh đèn sân khấu ở nhà hát tuổi trẻ. Chị không nhận bất kỳ bộ phim điện ảnh nào vì không thể thu xếp đi quay phim ở nơi xa, con cái còn thơ không yên tâm giao phó cho ai cả. Mãi đến tận năm 2008, Ngọc Huyền mới chấp nhận tham gia một bộ phim mà bộ phim ấy cũng được quay ở gần nhà. Đó là bộ phim Những Chàng Rể Họ Lê, kể chuyện cuộc sống của bốn chị em gái cùng các chàng rể, trong đó vợ chồng nghệ sĩ Chí Trung Ngọc Huyền đảm nhận vai vợ chồng anh chị cả. Khi ấy, nghệ sĩ Ngọc Huyền từng tâm sự, trong gia đình, tôi và anh Trung đã giao ước với nhau, chỉ một người đi làm phim, một người phải lo cho gia đình, chăm sóc con cái, bởi vậy suốt nhiều năm qua tôi chỉ tập trung làm cho sân khấu. Các con bây giờ đã lớn, tôi cũng có nhiều thời gian hơn. Tôi khá hứng thú với vai diễn này nên đã đồng ý. Đây có thể xem là một sự trở lại thú vị. Nghệ sĩ đã nhập vai rất ngọt, dù nửa phim đầu phải đóng cảnh mang bầu, ngày nào cũng chịu vác bụng giả to tướng đi lại. Mặc cho nhiều khó khăn, gian trở, Ngọc Huyền và Chí Trung đã chứng minh họ đã lựa chọn đúng đắn bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 30 năm, có với nhau hai người con, một trai, một gái. Cả hai vui vẻ tận hưởng tuổi già bên nhau, thường xuyên đi du lịch, chụp ảnh, tặng nhau những lời có cánh trên Facebook. Dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, nam nghệ sĩ ưu tú từng viết về khoảng thời gian này như sau. Anh là một thanh niên nghèo như hàng triệu thanh niên thời đó, đến đón em bằng chiếc xe đạp cà tàng vừa đi vừa rút búa thủ trong người ra để gõ lại cái đinh ca vét chốt ở bàn đạp. Tại nhà anh lúc đó cũng linh đình, nhưng chỉ làm một mâm cơm để cảm ơn mấy người bạn bè rất thân sau khi ở phòng cưới, đem về ăn cho đỡ đói lòng. Trong những lần chia sẻ trước truyền thông, Ngọc Huyền cho biết ông xã mình có tính lẳng lơ, vẫn thường hay bẻo má nhiều cô gái khác vào thời cả hai yêu nhau. Dù từng ghen tuông, giận dỗi, tức tưởi, tủi hờn và suy nghĩ tiêu cực, cô vẫn không biết làm sao vì đó là tật xấu cố hữu của người bạn đời. Do đó, Ngọc Huyền đã cố gắng làm quen, học cách chấp nhận và giữ gìn dần mỗi ngày. Nhờ vậy mà sau một thời gian, tật xấu này của chồng không ảnh hưởng đến cô nữa. Một phần mình không thể giận chồng quá lâu là vì dù anh có lẳng lơ ở đâu, nhưng vợ con với anh luôn là số một. Suốt hơn 30 năm qua, lúc nào mình cũng cảm nhận được một tình yêu rất lớn của anh ấy dành cho mình. Thế nên có bao nhiêu tuổi hờn cũng theo gió mà bay, nữ nghệ sĩ bộc bạch. Gia đình Chí Trung Ngọc Huyền từng được nhiều người ngưỡng mộ vì giữ gìn được hạnh phúc sau hơn 30 năm gắn bó. Đầu năm 2020, sau khi bạn gái mới của Chí Trung tiết lộ với báo chí về việc anh và Ngọc Huyền đã ly hôn, nam diễn viên mới lên tiếng xác nhận. Cụ thể, Chí Trung cho biết anh và vợ đã ly thân từ năm 2016, đến cuối năm 2018 thì ly hôn. Cặp đôi chia tay trong bình an, văn minh và vẫn dành cho nhau sự trân trọng. Ngoài ra, vì sợ làm tổn thương những người thân yêu cũ, Chí Trung không chia sẻ chi tiết về cuộc hôn nhân trong quá khứ. Nói về nguyên nhân đường ai nấy đi, nam nghệ sĩ cho hay, chúng tôi đã có 6 năm yêu nhau và 32 năm hôn nhân hết mình. Bắt đầu vào nhà hát, tôi đã yêu Ngọc Huyền. Đến khi chúng tôi ly thân, tôi vẫn rất yêu Ngọc Huyền cũng rất yêu tôi. Có lẽ chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi quá lớn, có thể do tính lằng nhằng của tôi làm cho mọi người không chịu nổi khi về già. Dù có gần 40 năm yêu nhau và có một con trai, một con gái, cặp đôi yên sinh vẫn đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Đầu tháng 1 năm 2020, Chí Trung bất ngờ thông báo ly hôn với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền sau gần 40 năm gắn bó. Trong một cuộc phỏng vấn, Chí Trung cho biết nhiều khi có cố níu kéo nhưng khi duyên số đã hết thì cũng không thể. Bản thân anh cho đến khi ly thân và ly hôn anh vẫn yêu vợ cũ. Được biết sau thời gian ly hôn, nghệ sĩ Chí Trung từng trải qua khoảng thời gian trầm cảm. Anh sống một mình và có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nam nghệ sĩ cho biết đến giờ chính anh cũng không hiểu vì sao anh và Ngọc Huyền lại đường ai nấy đi. Nhưng anh tin rằng vợ cũ cũng yêu mình. Vì không phải tự nhiên mà hai người có gần 40 năm hạnh phúc bên nhau. Với anh đó là khoảng thời gian không dễ để giữ được tình yêu. Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ rằng suốt 2 năm sống ly thân, anh đã rơi vào trạng thái vật vã, trầm cảm. Thậm chí anh còn nghĩ tới cái chết vì không biết mình sống để làm gì.
Chí Trung cũng chia sẻ về mối tình đẹp với bà xã Ngọc Huyền. Anh hài hước tiết lộ việc các con yêu sớm cũng là một phần do di truyền từ bố. Hồi trung học tôi đã biết phân biệt bạn nào xinh, bạn nào không xinh. Nhưng lạ lắm, hồi đó tôi thấy ai cũng xinh. Nhìn cô nào tôi cũng thích và mơ mộng, nhưng sáng hôm sau lại quên bén mặt. Mối tình nào cũng chỉ dừng lại ở cảm nhận thôi, chứ không phải tình yêu. Chỉ có bà xã là mối tình đầu của tôi, Chí Trung cho biết. Anh xúc động kể lại những kỷ niệm tình yêu giữa mình và bà xã. Năm 17 tuổi, tôi yêu Ngọc Huyền, 18 tuổi tôi tỏ tình với nàng trong chùa. Đầu tiên, tôi xin xem cái mặt ngọc ở cổ, nàng run lên, nắm tay nhau là đã đỡ dại ra rồi. Thực tế phải đến 3 năm trời, chúng tôi mới có những cái trao nhau đích thực. Hồi đó tình yêu chỉ vậy thôi chứ không như bây giờ. Mấy năm yêu nhau mới dám nắm tay, nắm chân và hôn môi. Thậm chí, hôn môi còn sợ chữa. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tình yêu hồi đó đẹp lắm. Tôi chỉ cần hít hương tóc của vợ tôi thôi đã thấy người bủng rủng và sung sướng lắm rồi. Đó là những phút giây mình thực sự trân trọng. Đối với Chí Trung, tình yêu là một ân huệ của cuộc đời, nên anh luôn dạy các con rằng hãy gìn giữ cảm xúc thiêng liêng ấy và lựa chọn những hành động đẹp để có thể nhớ về mối tình với cảm nhận viên mãn nhất. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung cho biết lý do anh không muốn chia sẻ không phải vì sợ đúng hay sai, mà đơn giản vì anh không muốn gợi lại nỗi đau cho người thân và người từng thân của mình. Táo Giao Thông tâm sự rằng người ta thường nói sao sức khỏe là gia đình để tìm thấy sự an yên, nhưng anh không còn gia đình để buồn hay vui. Theo lời Chí Trung, anh và Ngọc Huyền đã ly thân từ năm 2016 và đến cuối năm 2018 thì ly hôn trong bình an và văn minh. Sau khi thông tin đến với công chúng, rất nhiều khán giả thắc mắc về lý do cả hai bỏ nhau. Nam nghệ sĩ nói rằng, đến một nửa thế giới người ta bỏ nhau thì sao lại hỏi chúng tôi như vậy? Chỉ đơn giản là hai người chúng tôi tự nguyện chia cắt ra để có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ các con tôi cũng lớn, có gia đình và hạnh phúc riêng. Còn mình thì một mình sống, cơm niêu nước lọ. Mình không an yên thì làm gì? Tôi không còn nhiều khát vọng hay mơ ước. Thực ra, việc bỏ nhau không phải lựa chọn của tôi. Có thể rất nhiều người không tin, nhưng trong rất nhiều những cuộc chia ly, bao giờ người ta cũng nói là người chồng có lỗi. Đúng, trong cuộc sống lứa đôi, người chồng có lỗi. Nhưng không phải lúc nào người chồng cũng chọn sự chia ly. Nếu các bạn theo dõi nhiều thì sẽ thấy, hầu hết là người vợ đòi chia ly chứ không phải người chồng. Chia ly vì không chịu được sự vũ phu, chia ly vì không chịu được thói gia trưởng, không chịu được tính ngoại tình của người chồng hay rượu chè, cờ bạc, gái gú. Nhưng đó không phải là lựa chọn của người chồng và tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi từ năm 2016 đã chọn cách im lặng, bởi chúng tôi biết mình là người của công chúng và được nhiều người gán là biểu tượng hôn nhân của giới nghệ sĩ. Chí Trung phân trần. Nam nghệ sĩ 59 tuổi chia sẻ, anh và Ngọc Huyền đã có 6 năm yêu nhau và 32 năm hôn nhân hết mình. Theo lời nghệ sĩ, anh yêu Ngọc Huyền từ khi bắt đầu vào nhà hát và đến khi ly thân. Chí Trung thừa nhận mình vẫn rất yêu Ngọc Huyền và đối phương cũng vậy. Chí Trung tâm sự, trước khi chia tay, cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau và cũng không hiểu nguyên nhân thật sự là gì. Có thể là vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi quá lớn, có thể do tính lằng nhằng của tôi làm cho mọi người không chịu nổi khi về già. Có rất nhiều thứ nhưng tôi tôn trọng nên không nói ra, anh nói. Chí Trung cho hay, có rất nhiều thứ để nói nhưng tôi chưa muốn đưa lên báo chí thời gian vừa rồi. Tôi biết mọi người trách tôi là già rồi còn mất nết, già rồi còn chạy theo gái trẻ, chạy theo người giàu, những danh xưng đấy gán cho tôi thật là hoang uổng. Tôi xin nhắc lại rằng, chia ly không phải lựa chọn của tôi nhưng tôi có tính xấu, và những việc làm cho vợ buồn. Có thể tình yêu thời trẻ, cô ấy có thể bỏ qua được nhưng khi về già người ta không chịu được nữa. Tôi là nghệ sĩ hài nhưng không có nghĩa là tôi cười cợt trên chính cuộc sống, chính hạnh phúc của mình. Tôi có lỗi khi không chia sẻ những thông tin với những người yêu mến tôi, chứ tôi không có lỗi trong cuộc sống của mình. Tôi chỉ có lỗi với Ngọc Huyền là không đem lại một tình yêu đích thực, không đi đến cuối cuộc đời. Đến giờ phút này, tôi vẫn rất thương Ngọc Huyền, chắc cô ấy cũng còn rất thương tôi nhưng không đồng nghĩa là chúng tôi phải sống với nhau. Danh hài kể, sau khi ly thân, anh từng trải qua khoảng thời gian trầm cảm, sống một mình và có nhiều suy nghĩ tiêu cực. Nhưng anh không muốn lên báo hay Facebook kể cho mọi người những chuyện ấy, không muốn thanh minh hay kể rằng vợ tôi bỏ tôi khổ quá, hãy thương lấy tôi. Chí Trung nói rằng đàn ông nhiều khi thích cái này, cái nọ nhưng về nhà chỉ có vợ thôi. Anh khẳng định, mình không có ý định dùng diễn đàn này để thanh minh cho mình và bạn gái mới. Danh hài nổi tiếng miền Bắc bày tỏ, đối với anh Ngọc Huyền là người tốt, rất tốt. Anh thừa nhận bản thân có nhiều tính xấu và có lỗi với Ngọc Huyền khi không giữ được gia đình. Chí Trung khẳng định vẫn dành cho Ngọc Huyền tình cảm là tình thương, còn tình yêu thì đã dành cho người khác. Anh vẫn sẽ sống cuộc sống của mình, dù ngày mai có tắt sớm nhưng không có nghĩa là đang cố gắng vơ vét để sống bởi nụ cười của gái xinh hay sự giàu sang. Ở thời điểm hiện tại, mọi sóng gió đã đi qua và chị đang có một cuộc sống bình yên. Sau khi chia tay Chí Trung, Ngọc Huyền mua một căn hộ chung cư sống gần vợ chồng con trai.
Niềm vui lớn nhất của nữ nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại là giúp các con chăm sóc cháu nội. Với tôi, niềm vui của những tháng ngày hiện tại là được sống an yên bên con cháu. Chuyện đã qua tôi không còn vướng bận, Ngọc Huyền bày tỏ. Sau khi thông tin đã âm thầm ly hôn và có tình mới của Chí Trung công khai, nhiều người cho rằng anh thiếu tế nhị khi để bạn gái lên tiếng trước. Đáp lại phản ứng từ dư luận, nam diễn viên cho biết, chia ly không phải lựa chọn của tôi nhưng tôi có tính xấu, và những việc làm cho vợ buồn. Có thể tình yêu thời trẻ, cô ấy có thể bỏ qua được nhưng khi về già người ta không chịu được nữa. Tôi là nghệ sĩ hài nhưng không có nghĩa là tôi cười cợt trên chính cuộc sống, chính hạnh phúc của mình. Tôi có lỗi khi không chia sẻ những thông tin với những người yêu mến tôi, chứ tôi không có lỗi trong cuộc sống của mình. Tôi chỉ có lỗi với Ngọc Huyền là không đem lại một tình yêu đích thực, không đi đến cuối cuộc đời. Đến giờ phút này, tôi vẫn rất thương Ngọc Huyền, chắc cô ấy cũng còn rất thương tôi nhưng không đồng nghĩa là chúng tôi phải sống với nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.